Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hơn 40% gia đình e ngại tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm chưa trưởng thành. Lý giải tại sao nhóm chưa trưởng thành được quyền từ chối tiêm vaccine COVID-19, còn người lớn thì gần như là bắt buộc. Vì sao F không nhẹ vẫn gặp di chứng COVID-19? Tại Mỹ, số ca không qua khỏi vì COVID-19 vượt mốc 900.000 người. Chuyên gia khẳng định sắp miễn dịch cộng đồng gây tranh cãi. Thưa quý vị khán giả, hiện nay cùng với mục tiêu phủ vaccine mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên, Việt Nam đang đẩy mạnh tiêm mũi 3 và hoàn thành tiêm cho nhóm chưa trưởng thành. Đáng chú ý, khác với nhóm lớn tuổi, nhóm chưa trưởng thành được quyền quyết định lựa chọn có tiêm vaccine COVID-19 hay là không. Và trường hợp từ chối tiêm chủng cũng không gặp phải bất cứ rắc rối nào liên quan tới việc di chuyển, học tập và vẫn được miễn phí điều trị COVID-19 nếu không may mắc bệnh. Tại sao nhóm chưa trưởng thành có quyền quyết định việc tiêm chủng của mình? Phải chăng tiêm vaccine cho nhóm này thường có những phản ứng phụ hay là di chứng nào nghiêm trọng hơn so với người lớn tuổi hay không? Những thắc mắc này sẽ được giải đáp trong phần sau của chương trình. Trước tiên thì mời quý vị điểm qua thật nhanh những thông tin cũng rất đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Vì sao F không nhẹ vẫn gặp di chứng COVID-19? Thưa quý vị, ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Hà Nội, phần lớn người mắc di chứng đến phòng khám hậu COVID-19 của bệnh viện đều ở tuổi trưởng thành và có nhiều bệnh nền. Trong đó nhiều người từng mắc COVID-19 thể nhẹ và sau khi khỏi thì có các triệu chứng nặng hơn như là mệt mỏi, khó thở, bồn chồn, không thể làm việc tay chân và trí óc. Một số người có bệnh nền cao như là huyết áp, tiểu đường, các bệnh này nặng lên và khó kiểm soát hơn. Một ngày phòng khám hậu COVID-19 của bệnh viện khám hơn 15 người mắc di chứng. Theo bác sĩ Đinh Thế Tiến, khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, COVID-19 ảnh hưởng toàn bộ hệ thống cơ thể gây di chứng. Đó là lý do tại sao F0 mắc bệnh nhẹ, không triệu chứng, vẫn gặp di chứng hậu COVID-19. Cụ thể, bác sĩ Tiến giải thích COVID-19 gây viêm tế bào và làm tổn thương mất bù, kiệt năng lượng ở các tế bào cơ tim, tế bào hô hấp. Hệ quả là cơ thể trở nên mệt mỏi sau khi khỏi COVID-19. Kết hợp với tâm lý căng thẳng, lo lắng khi trở thành F0. Các ảnh hưởng này bị khuếch đại và gây ra nhiều triệu chứng như là hụt hơi, mệt mỏi, cảm giác thiếu năng lượng hậu COVID-19. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Hơn 40% gia đình e ngại tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm chưa trưởng thành. Thưa quý vị, Bộ Y tế sáng ngày 9 tháng 2 công bố hơn 415.000 gia đình tham gia cuộc khảo sát về việc tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm chưa trưởng thành. Trong đó 60,6% đồng ý tiêm chủng, 1,9% không đồng ý, 29,1% cân nhắc, 7,6% đồng ý nếu bắt buộc. Khảo sát này do Viện Chiến lược và Chính sách Y tế thuộc Bộ Y tế thực hiện trực tuyến tại 63 tỉnh thành. Kết quả công bố vào sáng nay, Bộ Y tế không công bố chi tiết về cuộc khảo sát. Tiến sĩ Phạm Quang Thái, Trưởng Văn phòng Tiêm chủng Mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã nhận định rằng con số này cho thấy các gia đình chưa tin tưởng vào thông tin khoa học. Hiện nay, thông tin nhiễu rất nhiều và gây cản trở công tác chống dịch COVID-19. Cùng ý kiến này, Phó Giáo sư Dương Thị Hồng, Trưởng Văn phòng Tiêm chủng Mở rộng Bộ Y tế cho rằng ngành y tế cần truyền thông đầy đủ hơn về tính an toàn, hiệu quả của vaccine COVID-19 cho các gia đình, công tác tổ chức tiêm chủng đảm bảo an toàn để các gia đình tin tưởng và đồng thuận đưa con mình đi tiêm chủng. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long hôm 31 tháng 1 vừa qua cũng cho biết rằng không bắt buộc, song khuyến cáo người dân tiêm chủng cho nhóm chưa trưởng thành. Chiến dịch tiêm chủng sẽ diễn ra thận trọng và an toàn. Đến nay, 37 quốc gia đã lên kế hoạch tiêm và triển khai tiêm, bao gồm một số quốc gia Đông Nam Á như là Malaysia, Thái Lan. Trong thời gian vừa qua, báo điện tử VN Express cũng đã có một cuộc khảo sát độc lập ý kiến độc giả về việc tiêm vaccine cho nhóm chưa trưởng thành. Qua đó, hơn 171.000 lượt bạn đọc nêu ý kiến, trong đó số người đồng tình là 31%, tỷ lệ không đồng ý tiêm chiếm cao nhất với 67% và ý kiến khác 2%. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Lý giải tại sao nhóm chưa trưởng thành được quyền từ chối tiêm vaccine COVID-19, còn người lớn thì gần như là bắt buộc. Thưa quý vị, hiện nay tại Việt Nam, với những người trưởng thành đủ điều kiện tiêm chủng nếu từ chối tiêm vaccine COVID-19, sẽ bị áp dụng một số biện pháp mạnh như sau: xử lý hình sự nếu lây lan dịch bệnh, tự chi trả chi phí xét nghiệm điều trị nếu không may mắc bệnh COVID-19. Tuy nhiên, đối với nhóm chưa trưởng thành, việc tiêm vaccine COVID-19 hoàn toàn không bắt buộc. Theo các chuyên gia,
có hai lý do sau đây. Thứ nhất là về vấn đề thể trạng. Hiện nhóm chưa trưởng thành được đánh giá có thể trạng sức khỏe chưa hoàn thiện so với các nhóm tuổi khác. Nhóm này cơ thể có hệ miễn dịch khác với người lớn. Các nhà khoa học muốn tìm hiểu kỹ về các rủi ro trước khi thử nghiệm trên nhóm tuổi này. Hơn nữa, khi bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine vào tháng 3 năm 2020, hãng dược Pfizer của Mỹ không tuyển tình nguyện viên thuộc nhóm chưa trưởng thành vì vấn đề đạo đức. Bởi vậy, một khi chưa chắc chắn về độ an toàn và tính hiệu quả, việc tiêm chủng tự nguyện thay vì bắt buộc là điều hợp lý. Bên cạnh đó, COVID-19 được đánh giá là tác động ít đến sức khỏe của nhóm này, khi mắc bệnh ít khả năng bị trở nặng hơn nhiều so với các nhóm tuổi khác. Để đảm bảo an toàn, tránh di chứng nặng cho nhóm tuổi này, hãng dược Pfizer sử dụng vaccine với liều 10 microgram, bằng 1/3 so với người lớn và thanh thiếu niên. Liều thứ hai tiêm ít nhất là 8 tuần sau tiêm liều đầu tiên. Lý do thứ hai nhóm chưa trưởng thành được quyền từ chối tiêm vaccine bởi theo nghiên cứu, dù tỷ lệ nhỏ, tuy nhiên nhóm này vẫn có nguy cơ mắc các di chứng nghiêm trọng như là viêm cơ tim hay là đông máu. Biến chứng viêm cơ tim hoặc là viêm màng ngoài tim khá hiếm gặp, chủ yếu xảy ra ở thanh thiếu niên mà thôi. Pfizer không báo cáo bất cứ ca viêm tim trong thử nghiệm lâm sàng ở nhóm chưa trưởng thành. Bởi vậy, đối với nhóm dễ bị tổn thương, dù nguy cơ là nhỏ nhất thì quyền quyết định cá nhân vẫn được ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo quyền đạo đức và tự chủ với nhóm yếu thế. Hiện không có bằng chứng cho thấy vaccine COVID-19 ảnh hưởng đến quá trình dạy thì và khả năng di truyền sau này. Đến thời điểm hiện tại, dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng cho thấy tác dụng phụ của vaccine Pfizer, loại vaccine được nhiều nước chấp thuận tiêm cho nhóm chưa trưởng thành, ghi nhận những phản ứng phổ biến nhất là mệt mỏi, ớn lạnh, đau nhức cơ, sưng đỏ cánh tay giống như là người lớn vậy. Những triệu chứng này sẽ biến mất sau vài ngày và không có báo cáo về tác dụng phụ lâu dài. Bởi những lý do nêu trên, hiện tại Bộ Y tế chỉ khuyến khích tiêm chủng cho nhóm chưa trưởng thành chứ không bắt buộc áp dụng các biện pháp mạnh như với người trưởng thành. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Tại Mỹ, số ca không qua khỏi vì COVID-19 vượt mốc 900.000 người. Chuyên gia khẳng định sắp miễn dịch cộng đồng gây tranh cãi. Thưa quý vị, theo thống kê của hãng tin Reuters, số người không qua khỏi do COVID-19 tại Mỹ đã vượt mốc 900.000 ca hồi cuối tuần trước và hiện ở mức hơn 906.000. Cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci tháng trước đã nhận định rằng Mỹ có thể sắp chạm ngưỡng sống chung với COVID-19, bất chấp số ca nhiễm và nhập viện tăng cao. Vị này nhận định rằng khi tỷ lệ nhiễm Omicron tăng rồi giảm, Mỹ sẽ có hy vọng bước vào giai đoạn mới đủ mức độ bảo vệ trong cộng đồng, đủ thuốc để điều trị dễ dàng khi ai đó mắc bệnh và thuộc nhóm nguy cơ cao. Mỹ hiện nay vẫn là vùng dịch lớn nhất trên thế giới với hơn 78 triệu ca nhiễm. Khoảng 74% người dân Mỹ đã tiêm ít nhất một mũi, trong đó 63% đã tiêm chủng đầy đủ. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!